5 giải đấu, 22 trận, 8 bàn thắng, 2 kiến tạo, không cúp vô địch. Ronaldo đã trải qua hành trình tìm kiếm vinh quang suốt 20 năm, nhưng không có phép màu hay hoa hồng trải cuối con đường dành cho siêu sao sinh năm 1985, trong ngày anh phải ngồi dự bị. Chứng kiến đội nhà nhận bàn thua và không thể đảo ngược kết quả, dù vào sân trong hiệp 2, thi đấu đầy nỗ lực, Ronaldo cũng không thể cứu vớt Senegal. Sau Qatar 2022, người hâm mộ sẽ không bao giờ được nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt cường nghị và khao khát thắng trận như một chiến binh ở đấu trường World Cup nữa. Vô số anh hùng và chiến binh thường gục ngã vào giây phút cuối cùng trước giấc mơ của họ, từ Achilles đến Julius Caesar trong dòng chảy lịch sử, từ thế hệ vàng bóng đá tổng lực Hà Lan ba lần gục ngã ở chung kết World Cup, hay người ngoài hành tinh Ronaldo Brazil chưa một lần chạm tay vào cúp bạc Champions League. Ở tuổi 37, dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế phũ phàng chứng minh Ronaldo đã già. Sức mạnh bùng nổ của anh đã không còn gây ra mối đe dọa cho Maroc như 4 năm trước, với bàn thắng duy nhất loại đối thủ khỏi vòng bảng World Cup 2018. Mọi đường đột phá của anh bị nhìn thấu, bị ngăn cản một cách dễ dàng. Anh rơi nước mắt, không cam chịu và đau đớn, nhưng kỷ nguyên thống trị của CR7 đã qua. Có lẽ ở khoảnh khắc rơi nước mắt, lầm lũi đi vào đường hầm cuối trận, Ronaldo cũng nhận ra anh không còn bất cứ cơ hội nào với chức vô địch World Cup trong đời dưới tư cách cầu thủ. Mùa đông là mùa chia tay. Với Ronaldo, anh không còn cơ hội tỏa sáng như thời đỉnh cao tại World Cup. Bởi khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Bắc Mỹ 4 năm nữa, anh đã 41 tuổi. CR7 không bao giờ muốn trở thành một nhà thông thái như anh hùng Hy Lạp Odysseus. Anh thích chiến đấu như Achilles bằng tuổi trẻ và niềm đam mê của mình. Nhưng Ronaldo cũng sẽ già đi. Và cuối cùng, người hùng trẻ tuổi với những pha bứt tốc kinh hoàng và bật nhảy cao hơn cả cầu môn đối phương mang về cho Bồ Đào Nha hai chức vô địch châu Âu, Euro, Nations League cũng chỉ còn là ký ức đẹp. Khi Ronaldo bước vào sân ở phút 51, không ít cổ động viên đã tưởng tượng ra cảnh CR7 giám vai trò cứu tinh cho Bồ Đào Nha đang bị Maroc dẫn trước và hoàn toàn bế tắc trước đường vào khung thành. Chính Ronaldo cũng khao khát điều này hơn bao giờ hết. Anh là đội trưởng, nhưng bị ra rìa ở giải lần này vì gánh nặng tuổi tác cùng phong độ không tốt. Ronaldo sẵn sàng nhận vai trò anh yêu thích nhất, cứu tinh, cho không chỉ Bồ Đào Nha mà còn giữ lại hy vọng của chính mình. Trong thời khắc sinh tử của đội tuyển quốc gia, anh thật sự đã dướn hết mình để tái hiện sự oai phong lẫm liệt ngày nào. Cú dứt điểm ở phút 90+1 của CR7 thực tế là một trong những cơ hội nguy hiểm nhất của Bồ Đào Nha trong trận đấu này. Để làm được điều đó, Ronaldo đã bứt tốc vào khoảng trống giữa hai hậu vệ đang theo kẻ mình sát sạt, cũng như căn chỉnh rất đẳng cấp để tung chân sút ngay chạm đầu tiên. Lực đi là đủ, độ chính xác cũng có, chỉ tiếc thay góc sút khá hẹp và đứng trong khung gỗ là một Bono đang bắt những trận hay nhất trong cuộc đời mình. Để rồi khi cuộc chơi kết thúc, khi Maroc làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi, cũng là lúc nước mắt Ronaldo rơi. Khoảnh khắc ấy, khi khóc từ thảm cỏ vào đến đường hầm, có lẽ anh cũng không quan tâm đến rừng ống kính đang chĩa vào mình, chẳng quan tâm đến những lời đàm tiếu nữa. Vì đó là nước mắt của sự tiếc nuối khôn nguôi, tiếc cho mảnh ghép có thể mãi mãi dang dở của một sự nghiệp vĩ đại. Không ai có thể nghi ngờ động lực của Ronaldo khi bảng thay người được giơ lên tại sân Antumama, nhưng nhiều yếu tố khác đã không được như ý, trong đó bao gồm cả ảnh hưởng của tuổi tác. Mà tuổi tác và phong độ thì đã tác động đến Ronaldo kể từ đầu giải, chứ không chỉ riêng gì trận đấu này. Ronaldo chỉ ghi được một bàn ở World Cup năm nay, bằng với thành tích của anh ở các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, tức là còn kém xa so với khi anh ghi 4 bàn ở mùa hè nước Nga năm 2018. Dấu ấn lớn nhất của Ronaldo ở Qatar, như vậy chỉ là cú phạt đền cực căng hạ gục thủ môn Ghana ở trận ra quân, và qua đó lập kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp. CR7 thực tế cũng cân bằng thêm một kỷ lục nhờ vào sân thay người ở vòng tứ kết này khi trở thành người khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử cùng thành tích với cựu cầu thủ Kuwait Badr Al-Moutawa. Nhưng có lẽ chính số 0 tròn trĩnh này mới ám ảnh Ronaldo nhất. Có thể đến tận khi giải nghệ, anh chưa từng ghi một bàn thắng nào ở vòng knockout của World Cup. Ngay cả khi Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Sĩ đến 6-1 ở vòng 1/8 vừa qua, CR7 cũng không thể ghi bàn dù có gần 20 phút thi đấu trên sân. Trước giải năm nay, Lionel Messi cũng chưa từng ghi bàn ở vòng knockout World Cup, nhưng anh đã phá dớp với pha cứa lòng vào lưới Australia ngay từ vòng 1/8. Một chi tiết càng khiến Ronaldo đau đớn hơn.
giấc mộng vô địch thế giới của CR7, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Vì vậy mà 99,99% đã lỡ làng. Anh sẽ trở thành cái tên tiếp theo nối dài những danh sách huyền thoại chưa từng vô địch World Cup như Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Perkes, Alfredo Di Stefano hay người tiền bối đồng hương Eusebio. Nơi Ronaldo từng tiến xa nhất nơi đấu trường thượng thặng này, có thể cũng chính là vòng bán kết World Cup 2006, kỳ cúp thế giới đầu tiên của CR7. Đó là kỷ niệm từ 16 năm trước khi anh cùng đồng đội ra về sau bàn thắng từ chấm phạt đền của Zinedine Zidane. 10 tháng 12 năm 2022, Ronaldo rồi sẽ nhớ kỹ ngày này khi giấc mơ của anh vĩnh viễn kết thúc.